Sau đây là video các loại cọ mà mình thích nhất. Tại vì mình có rất là nhiều cọ mọi người. Nhưng mà để ra được một cái look như vậy, tại vì thường ngày mình chỉ làm như vậy thôi, nhưng mà mình thấy cái look này là nó hợp với mình nhất. Mình cũng lười mấy cái thâu khác á. Ok, đầu tiên là bước nền thì mình sẽ có một cái cây cọ quét nền. Cây cọ này là cô giáo chỉ mình mua, hiệu Peony. Mình nhớ cái cây này có 50.000, nó rẻ kinh khủng luôn. Và mình tán với lại cái loại kem nền này nó cũng đẹp hết. Mình hay dùng của Shiseido nhất, cái này là Synchro Skin Radiant Lifting. Thì cái cây cọ này nó sẽ hợp với những cái nền nào mà nó hơi lỏng và nó có độ che phủ cao. Thì nếu mọi người chọn như vậy, mọi người sẽ thấy là nó quét được hết cái nền ở trên mặt, là nó thành một cái lớp nền thiệt luôn. Nó đẹp, giải màng đẹp mà nó mỏng. Tiếp theo là trang khuyết điểm. Bedelium là một cái brand cọ của Mỹ nha. Giờ là mới biết, bắt đầu là tưởng tượng nó của Trung Quốc. Đang hay mua ở cái shop Yati. Thì cây cọ này là cây 938. Và đây là cái cọ duy nhất mà Lan Anh xài nó không có bị ngứa mắt đó mọi người, hiểu không? Tại vì da Lan Anh nó thuộc dạng mỏng. Thì những cái cây cọ này mà nó dày với lại cái lông nó không có mềm á, thì nó sẽ ngứa ngứa, nó chích 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 chích, nên sẽ gây cảm giác khó chịu. Thì cái cây cọ này không bị. Và mọi người thấy đem được cái độ che phủ quá là hoàn hảo. À nhưng mà nó cũng liên quan tới cái độ che phủ của kem khuyết điểm nha. Thì Lan hay dùng của Shiseido. Lan có dùng thử của T-Fit, đúng không? T-Fit thì Lan thấy là nó không có động lại kem ở trên cọ quá nhiều, cho nên nó vẫn đem lại một cái finish quá là full coverage cho mặt của mình. Tiếp theo là về khối, thì đây là cái cây cọ rẻ mà các bạn có thể mua ở đâu cũng bán. Cây này 49-50 ngàn, nó có một cái độ chéo bạc chét như thế này. Thì hồi đó thì anh hay tán cái Fenty Beauty bằng tay, nhưng mà tán xong mình phải chùi tay hơi mệt, cho nên là kiếm sẵn cây cọ nào ấy luôn cũng được. Nhưng mà vấn đề của Lan Anh là cái mũi của Lan Anh hơi nhỏ, cho nên là nó cũng sẽ hơi bự so với cái mũi của Lan Anh. Nhưng mà cái cọ này này Lan thấy là sẽ hợp với form mũi của mọi người nhiều lắm. Mọi người yên tâm, mọi người mua đi, tại cái mũi Lan nó nhỏ hơn bình thường nhiều quá thôi. Ai gặp Lan cũng hỏi là mày có thở được trong cái mũi này không á. Thở được nha. Thì cái cây cọ này nó hay một chỗ là mình có thể dùng kem với lại dùng phấn vẫn ok, và nó không có bị gọi là lấy cái kem đi quá nhiều, và phấn nó bít cũng tốt. Lan thường hay xài kem xong rồi Lan Anh phủ phấn lên, nó không có bị bể và nó không có bị dày cái mũi của mình, nó nhìn nó không có bị giả mọi người. Và nói về khối nữa thì có một cái cây đây, cây này của Bedelium luôn, cái mã này là mã 788. Thì cái cán xanh này á, Lan cũng không biết nó khác gì với cán vàng, nhưng mà nó ghi là face bar. Thì Lan hay dùng để táp phấn che khuyết điểm. Cái này vẫn là cây cọ che khuyết điểm nha, nhưng mà nếu xài kem thì nó sẽ hơi ngứa so với mặt Lan Anh, cho nên Lan Anh hay dùng nó cho phấn phủ hoặc là những cái phấn bắt sáng như thế này nè. Đó nè, các bạn thấy đặt vô là đúng cái quần thâm của mình luôn nè, và nó không có làm chảy hay là trượt nền ở dưới. Phấn má, kem má, tới phần má có hai cây cọ. Cây này của Rare Beauty. Cái cây này thì Lan mua trong Sephora hồi Lan Anh đi Mỹ. Hello, bắt đầu đi Mỹ thôi. Thì cái cây này có rất là nhiều shop bán đồ xuất dư hả, nhưng mà Lan không biết nó phải đồ thiệt hay không. Và nếu các bạn mua đồ thiệt thì cây này cũng phải mười mấy, 20-30 đồng gì rồi đó, nó cũng phải 700-800 ngàn lận á nha mọi người. Nhưng mà nó tán kem má hồng quá đẹp luôn đó, mịn, và nó không có làm kéo đi cái lớp nền mình đã tán ở dưới á, đẹp dữ lắm mọi người ơi. Cái cây này là sinh ra để dành cho cái Rare Beauty mà nó liquid blush luôn á, cho nên là nó tán dễ cực. Tiếp theo là một cây cọ má mà mọi người hay hỏi là Lan Anh xài cọ gì cho má rất là nhiều. Thì cái này của Morphe, mã Y11. Thì cái cây cọ này nó nằm ở trong một cái bộ sưu tập cây cán vàng của Morphe. Thì cái bộ này nó mắc hơn hẳn so với những cái bộ cán đen á. Hình như cái bộ này nó có kết hợp với một cái beauty influencer nào đó nữa mà Lan đã quên mất rồi, tại vì Lan mua cây này cũng phải 6-7 năm rồi mọi người. Và mọi người thấy là nó bít phấn rất là tốt, Lan lấy rất là nhiều phấn và Lan chậm lên mặt gần hết rồi á. Một lần nữa, không làm xê dịch lớp nền ở dưới, hoặc là nếu mình có dùng phấn phủ á, nó cũng không làm dày luôn, nó cũng không có làm trôi trượt, nói chung là nó đẹp đó. Cho nên là lý do tại sao những cái lớp nền của Lan Anh làm á, nó đều khá là mỏng và nó rất là flawless. Chuẩn dí là tại vì thứ nhất sản phẩm mình xài tốt, thứ hai là dụng cụ mình xài cũng tốt. Ngại quá. Đây là mấy cây cọ mà Lan Anh sẽ đem đi du lịch như đây thôi nè. Đương nhiên là sẽ còn cọ môi nữa, nhưng mà cọ môi á thì
lấy mấy cái đầu tròn não đường rẽ là được, tán đường là được, không có nhu cầu lắm, hoặc là lấy tay tán cũng được là ok rồi vậy ha.